Làm dữ dự, tất cả chúng ta đều muốn có những con đường tắt để kênh lên nhanh. Một trong những cách đó là đi sắp dạo hay còn gọi là sắp chéo. Chiêu này trước đây vốn là thước tiên, chỉ cần kênh có nhiều sub thì đăng video kiểu gì cũng có view. Tuy nhiên giờ đây sắp chéo đã trở thành thuốc độc. Trong video này, từ góc nhìn của thuật toán, chúng ta cùng tìm hiểu tại sao hành vi sắp chéo có thể vô tình bóp chết kênh YouTube của bạn. Khi hiểu rõ cơ chế đề xuất video của thuật toán, ta có thể vận dụng để kéo view, kéo sub một cách lành mạnh mà không cần phải đi chéo sub. Xin chào các bạn đến với kênh Việt YouTubers. Đây sẽ là nơi chấp chút bầu tâm sự của YouTubers, đồng thời cũng là nơi cập nhật những thay đổi mới nhất về thuật toán và chính sách của YouTube từ Henry Fan, support của BBTV, network số 1 thế giới trên nền tảng YouTube. Sắp chéo thì đầu tiên, gần đây tất cả các thầy dạy YouTube trên thế giới, nổi tiếng trên thế giới, đều có chung một nhận định rằng số lượng sub không phải là một tiêu chí hàng đầu, không phải là một tiêu chí quan trọng đối với kênh YouTube. Dường như số lượng sub đăng ký ở trên kênh chỉ là hệ quả của số view mà bạn có được trên mỗi video. Ví dụ chẳng hạn như ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình Roberto Blake. Roberto Blake là một người ảnh hưởng khá lớn trong giới YouTube, một thầy dạy YouTube đúng không? Thì dạy về YouTube và social media, về cách kiếm tiền ở trên mạng rất là nổi tiếng. Các bạn có thể tìm Roberto Blake ở trên YouTube sẽ thấy ở trên cái tweet này, cũng mới gần đây thôi, Roberto Blake nói nha: YouTube không quan tâm đến số subs. Ví dụ như kênh Poker Rocket Close là một kênh nhỏ, chỉ có 3.000 subs đúng không? Nhưng chỉ cần bắt đúng trend, một video trong vòng 24 giờ đạt 250.000 view, kể cả những kênh triệu subs cũng khó đạt được con số đó. Cộng đồng khán giả quan tâm đến một chủ đề, một ngách hẹp nào đó hiện đang là ưu tiên số 1 của YouTube, tức là mình phải xây dựng một cộng đồng khán giả tương tác một cách thực sự đối với chủ đề mà mình đang làm, thì đó mới là cách lành mạnh và đúng đắn để nhanh có view, kênh tăng rank nhanh, đúng không? Đấy là lời của Roberto Blake nha, một thầy dạy YouTube, mình nghĩ một trong 10 người nổi tiếng nhất trên thế giới về dạy YouTube hiện nay. Thứ hai nữa, các bạn có thể thấy ngay, nếu mà không phải ở nước ngoài mà ở Việt Nam, các bạn có thể thấy ngay hiện tượng bà già 61 tuổi với chỉ 10 sub đúng không? Các bạn có thể nhìn thấy cái này, trường hợp này là rõ nhất, điển hình nhất. Kênh này chỉ có 10 sub thôi nhưng mà cái video này lập tức khi đăng lên đạt được 1,2 triệu view. Như vậy thì cái số lượng sub nó đâu có ảnh hưởng lắm đến kênh, đến video của bạn đâu, đúng không? Tất nhiên là cái hiện tượng của bà già 61 tuổi này cũng khá là thú vị. Mình có đọc một số bài báo ở Việt Nam để phân tích xem là tại sao cái kênh bà già 61 tuổi này tự nhiên lại được đề xuất bùng lên. Nhưng mà mình thấy các cái bài báo phân tích ở Việt Nam còn chưa hợp lý lắm. Cái này thực sự là nó liên quan đến vấn đề về tỷ lệ nhấp chuột và vấn đề thời gian xem. Mình sẽ phân tích trong một video lần sau. Nhưng mà ở đây mình muốn nhắc lại một lần nữa rằng số lượng sub không quan trọng cho video của bạn. Một khi bạn đã chạm đúng được vào cái chủ đề được YouTube đề xuất thì video của bạn sẽ lên và kênh của bạn sẽ lên, không cần phải đi sắp chéo, đúng không? Tiếp theo, cách đây khoảng vài ba tháng thôi, lần đầu tiên trong lịch sử YouTube đã trong cái đường link mình để bên cạnh này, ngay đây mình sẽ dán xuống ở dưới trong mô tả của video này. Lần đầu tiên Google đã nêu đích danh cái hình thức sắp chéo là một hình thức vi phạm quy định
của YouTube. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy cái mũi tên đỏ đây, mình thấy YouTube đã ghi đích danh là Sub for Sub này, đúng không? Nhà Google nói thế này: chúng tôi không cho phép thực hiện việc đề nghị đăng ký kênh của người sáng tạo khác chỉ với mục đích để họ đăng ký lại kênh của bạn còn được biết đến là Sub for Sub, đúng không? Trao đổi lượt đăng ký. Những người sáng tạo đề nghị trao đổi như vậy sẽ có nguy cơ mất số người đăng ký, nhận cảnh báo cáo, vi phạm điều khoản sử dụng hoặc thậm chí là bị chấm dứt kênh của họ. Thấy chưa? Cái điều này cực kỳ nguy hiểm cho kênh của bạn chứ không phải đùa. Tại vì cái thuật toán bây giờ nó rất là thông minh. Cái việc mà nó nhìn thấy một nhóm kênh đăng ký qua lại với nhau và cái sự tương tác với nhau, nó có những cái gọi là khuôn mẫu tương tác giống nhau, thì thuật toán hoàn toàn có thể phát hiện ra điều đó nếu mà các bạn đã từng nghe đến khái niệm gọi là toán học mờ. Tất nhiên là khi người ta nhìn thấy, người ta không ngay lập tức tắt kênh của bạn ngay, nhưng mà người ta sẽ cho bạn vào một cái điểm gọi là điểm spam, tăng thêm cái điểm spam cho bạn. Đấy là thuật toán mờ, không có hoặc là trắng hoặc là đen ngay lập tức, nhưng mà tăng điểm spam cho bạn kết hợp với những yếu tố spam khác thì cái kênh của bạn một là bị kém đề xuất đi, hai là bị chấm dứt lúc nào không biết, đúng không? Ở chỗ này nữa, thứ hai ở bên dưới này, Google nói rõ dịch vụ mua người đăng ký từ các trang web bên thứ ba, trao đổi sub for sub và dịch vụ từ các trang web bên thứ ba đăng ký cho bạn vào nhiều kênh và sau đó đăng ký lại kênh của bạn. Nói chung là mọi hình thức mà bạn làm một cách không tự nhiên, làm một cách nhân tạo để có sub đều là vi phạm hết. Cái việc mà mình lợi dụng thuật toán, mình lợi dụng cái kẽ hở, cái cách đề xuất của thuật toán để làm sao cho kênh của mình lên nhanh là cái việc hoàn toàn bình thường. Mà thực ra mình cũng không kỳ thị gì cái việc sắp chéo này, tất cả chúng ta đều như nhau. Trước đây cũng có những cái kiểu khác để mình theo thuật toán để mình làm cho kênh của mình nhanh lên, nó còn tinh vi hơn, nó còn gọi là mình gọi là nó đều hơn cái kiểu sắp chéo này rất nhiều. Ví dụ như chẳng hạn như mình dùng từ khóa, mình gọi là click clickbait, dẫn dụ nhấp chuột đây. Ví dụ như nội dung video thì thế này nhưng mà tiêu đề mình để kiểu khác, những cái kiểu đó thì Google phát hiện ra và dần dần mình thấy không hiệu quả nữa, mình không sử dụng. Thì tương tự như vậy, cái sắp chéo này cũng vậy. Trước đây cái cách đề xuất của thuật toán là dựa vào kênh có nhiều sub thì video sẽ nhiều view, thì mình làm như thế này. Nhưng bây giờ thuật toán nó thay đổi, YouTube luôn luôn thay đổi, thì bây giờ mình phải ý thức, phải cập nhật được điều này, nếu không vô tình cái hành vi này của mình sẽ làm ảnh hưởng đến kênh của mình, đúng không? Mình nói tiếp về đây là cái phần quan trọng này, sự thay đổi của thuật toán trong năm 2000, đặc biệt là trong năm 2018 và 2019, thì cái sự thay đổi, cái việc thay đổi ở trong trong cái thuật toán của YouTube là nó diễn ra liên tục. Ví dụ như trước đây, từ năm 2017 trở về trước, người ta thường nói là mỗi năm YouTube đưa vào khoảng 400 thay đổi cho thuật toán. Nhưng mà từ khoảng bắt đầu năm 2018 trở lại nay thì cái sự thay đổi này nó diễn ra liên tục và rất nhiều. Tại vì sao? Tại vì thuật toán bây giờ nó sử dụng công nghệ gọi là deep machine learning, thuật toán máy học. Máy học tức là sao? Máy học tức là cái hệ thống máy tính nó tự động nó phân tích hành vi của khán giả, phân tích làm sao để nó đưa ra được cái cách sắp xếp video, tất cả các video trên YouTube làm sao để cho số lượng thời gian xem của toàn bộ khán giả là nhiều nhất, phải có nhiều thời gian xem, nhiều con mắt nhìn lên màn hình thì quảng cáo mới chạy được, quảng cáo mới chạy được thì tất cả mới chúng ta mới có tiền, đúng không? Thì cái sự thay đổi của thuật toán nó là bây giờ nó diễn ra liên tục với hàng tỷ điểm gọi là data point, hàng tỷ điểm dữ liệu mà Google có mỗi phút, mỗi giây nó liên tục thay đổi, nó liên tục điều chỉnh để làm sao có được tổng thời gian xem ở trên YouTube là lớn nhất.
thì không ai có thể nắm hết được tất cả những sự thay đổi này của thuật toán. Tuy nhiên, có cái điều cơ bản nhất mà tất cả chúng ta đều nhận thấy là thay vì ưu tiên dựa vào thông số của kênh như trước đây, thì thuật toán bây giờ nó ngắm theo hành vi của khán giả để nó điều chỉnh làm sao để một khán giả, 10 khán giả, tất cả 2 tỷ khán giả đăng ký ở trên YouTube được xem nhiều nhất. Được chưa? Thì tại sao mình lại nói về cái sự thay đổi cơ bản này của thuật toán nó ảnh hưởng đến cái việc sắp chéo như thế nào? Thì chỗ này để phân tích rõ, chỗ này cái slide này mình cũng không biết vẽ làm sao, mình phải sử dụng cái vẽ tay của mình thì mới phân tích cho các bạn thấy được cái sự thay đổi của thuật toán và cái ảnh hưởng của sắp chéo đối với, ví dụ đây chẳng hạn là kênh YouTube của bạn ở giữa này nha. Ok, thì mình đã nhiều lần nói với các bạn về hai vòng đề xuất của thuật toán. Đây là ví dụ như đây là số lượng sub của kênh của bạn. Ok, ví dụ kênh của bạn làm về đề tài nấu ăn, trong đó khán giả của bạn có thể chia thành ví dụ chia thành 4 nhóm. Ví dụ nhóm thứ nhất là bò, thích xem các video về ăn thịt bò. Nhóm thứ hai là lợn, nhóm thứ ba là gà, nhóm thứ tư là rau chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ phân tích về cái cách đề xuất của video. Các bạn nhìn vào đây, các bạn thứ nhất là các bạn nhìn thấy sắp chéo có hại cho các bạn như thế nào, và thứ hai là anh nhìn vào cái cách đề xuất của thuật toán này đối với video, các bạn sẽ biết cách vận dụng để làm sao cho nó hiệu quả nhất. Ok, ví dụ chẳng hạn như bạn làm một video về một món gì đó là rau chẳng hạn, thì trong vòng 48 đến 72 giờ đầu tiên, người ta hay gọi là vòng đề xuất thứ nhất của thuật toán, YouTube sẽ dựa theo những cái thông số mà bạn đưa trong tiêu đề, mô tả, thẻ tag trên hình đại diện để đề xuất đến một phần trong số lượng khán giả của bạn. Ví dụ như là nó sẽ đề xuất ở trong cái hướng này, cái hướng của cái nhóm rau này, đúng không? Tại vì video của bạn là làm về món ăn là rau mà, trong cái 1/4 này thôi. Ok, đây là lý do tại sao mà các bạn thấy là nhiều lúc khán giả của bạn phàn nàn rằng tại sao bạn ra video mà khán giả không nhìn thấy, không thấy thông báo, mặc dù đã nhấn nút đỏ, đúng không? Đó cũng chính là lý do tại sao mà nếu mà để muốn cho nhiều khán giả của bạn hơn nhận được thông báo khi mình ra video, thì bạn cố gắng nhớ nhắc khán giả là ngoài chuyện nhấn nút đỏ thì phải rung chuông. Rung chuông sẽ làm cho không phải là 100% khán giả sẽ nhận được thông báo, nhưng mà sẽ nhiều khán giả hơn nhận được thông báo của bạn. Ok, vòng đề xuất thứ nhất của thuật toán là thuật toán sẽ đề xuất đến cho một phần khán giả tương tác với bạn nhiều nhất và thích xem về đề tài rau này nhất, đúng chưa? Sau trong vòng 48 đến 72 giờ đầu tiên, thì khi nó đề xuất như thế, nó sẽ đo lường cái tương tác của khán giả, cái thời gian xem của khán giả, cái sự tương tác có bấm like hay không, có comment ở dưới video hay không. Nhân tiện các bạn xem video này xong, nếu thấy hữu ích hãy để lại một comment ở bên dưới cho Henry để cho video này được đi xa hơn, những cái kiến thức này nhiều người biết hơn. Ok, nó sẽ đo lường đặc biệt là thời gian xem video, xem người khán giả trong cái nhóm này xem được 30% video hay là 50% video hay là 70% video, thì nó sẽ lấy cái thông số đó, nó xem tương tác của khán giả đó, nó sẽ nhận định là thứ nhất là cái video này có đúng chủ đề rau này hay không, chủ đề thuộc về chủ đề gì, thứ hai là chất lượng của video đến mức như thế nào, và sau đó nó sẽ đề xuất ra tiếp. Thì nó đề xuất một phần theo hướng bên này, những sắc của các bạn, đúng không?
đồng thời là nó sẽ mở rộng ra cái vòng bên ngoài này, mở rộng ra những người không phải là sắp của các bạn nhưng mà thích về đề tài rau, đúng không? Như vậy bây giờ nếu mà các bạn đi sắp chéo hoặc cũng giống như là các bạn đi chạy quảng cáo mà dùng những cái từ khóa chạy quảng cáo với phạm vi tiếp cận quá rộng, mà dùng những cái từ khóa nó quá xa về chủ đề của mình để nhanh có view, nhanh có sub, đúng không? Hoặc là bạn đi sắp chéo như thế này thì cái khả năng rất cao là những cái khán giả đấy, những cái người ở đâu ở đây ở đây ở đây, người ta chỉ sắp cho bạn, sắp cho vui, sắp cho có nhiều sắp, sắp để được sắp lại, người ta không xem. Tại vì đâu có phải, ví dụ như đề tài của bạn là nấu ăn mà kênh kia là kênh game thì người ta đâu có thời gian để xem, người ta đâu có thời gian để xem cái kênh nấu ăn của bạn, mà người ta đâu có quan tâm để xem cái kênh của bạn. Giả sử như người ta xem, gọi là có những nhóm mà mình biết rất là đoàn kết hỗ trợ nhau thì người ta cũng cố gắng người ta xem được một hai cái thôi. Mà cái số lượng như thế thì các bạn có thể kiếm được một nhóm như thế thì 10 người hay 20 người hay là thậm chí chỉ được 100 người thôi, đúng không? Làm sao mà đủ? Người ta chỉ xem được một hai video đầu lúc mà bắt tay nhau cắt máu, ăn thề anh em cắt máu ăn thề với nhau, thề tao sẽ xem video của mày, đúng không? Nhưng mà được một tuần trăm bữa nửa tháng thì bây giờ người ta thời gian đâu, người ta còn làm video còn không làm video edit video còn không đủ thời gian đâu mà đi xem video nấu ăn. Hoặc là chủ đề trẻ em chẳng hạn thì người ta xem nấu ăn để làm gì? Hoặc là chủ đề về thể thao chẳng hạn thì người ta xem nấu ăn để làm gì? Chính vì vậy mà cái việc mình tìm được chậm thôi, nhưng mình tìm được những khán giả thực sự tương tác, thực sự quan tâm đến kênh của mình, đến chủ đề mình làm, để những video mình làm ra thì người ta xem hết từ đầu đến cuối. Như vậy thì YouTube mới đánh giá, mới xác định được thứ nhất là cái đề tài của video là gì, đúng không? Và thứ hai là nội dung của bạn có chất lượng tốt. Nội dung của bạn có chất lượng tốt. Phải video, nếu mà video của bạn người ta chỉ người ta nhìn thấy người ta không xem, người ta thậm chí không click chuột vào hoặc là click chuột vào cho có để cho được có được một view đúng 30 giây là người ta tắt đi, thì làm sao mà YouTube nghĩ đó là một video tốt được để tiếp tục đề xuất rộng ra bên ngoài này được, đúng không? Đó là những lý do mà mình gọi, tại sao gọi sắp chéo là từ thuốc tiên biến thành thuốc độc. Đừng quên lan tỏa tinh thần của Việt YouTuber chúng ta tự hào sáng tạo.